em đỏ cho nó, tại thường thường mình tô màu đen rồi thì mình sẽ phối màu cho nó và tô vào hướng dẫn mình tô ha. Dạ chị, đây quay chớp mắt cái nhà sửa xong. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu kem. Tô đều. Tôi đi một kem. Cam và đỏ nha. Tôi đi. Cam đỏ. Tay cho liền nha. Tôi cho đều. Thấy giờ mà uống kem cho em chết ngợp ở đây luôn rồi. Kế tiếp tô màu đỏ. Tô đỏ nha. Cho đều. Để xuống nha. Bánh gì bố? Của nó bố. Kiếp không. Đo dục quá bố, quay nô bát tiền. Xong kiếp không cái miệng không. Tôi đều. Tối nay chị đi nhanh thiệt trời. Tôi chưa đều nha. Xe kia đều. Đi nhiều mấy. Để chị máy ăn. Điện xe có giường nằm chứ. Sắp bao chè. Sách đi hứng đức á. Sách đi đâu? Đi bơi, nó đi bơi. Sách đi bơi. Sách đi đâu? Bao giờ bao vô trống, bao đi vô trống đổ nước vô trần rè rè luôn. Chị ơi, trống dọc nước kìa chị. Cho đều nha. Còn ta mới khỏi nấu. Còn gì nấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên miếng ăn được. Mấy bộ đồ bạn, mấy bộ đồ dài qua Tết mới được bạn. Nào vừa vô bộ dài lúc mát vậy. Cắt xong rồi nha. Thì nó tới mà. Ờ, bỏ đi. Lúc mình cũng có cái xe đó, mình đã làm nhỏ. Lúc con cũng có cái ghen vậy, thì nó bự, thấy không? Mỗi chút tí nữa biết mình sao làm gì. Sụt, cái nó mang ra vậy đó. Cái nó mỗi chút tí, rồi mình vừa cao nữa. Thế đều nhiều khi đem ở trên đợi có lấy đâu lỗ 30 ngàn. Ừ, ta đều nha. Trường cổ su bé bé gì chua vậy ở giữa gần tre. Ta đều trái ngọt mà để vô cái áo. Có là bê nhầm trái, nhầm trái á, mà để ở ngoài thì nó bị héo. Ừ, tôi đẹp nha. Nhìn mấy bầu. Ừ, 16. Nhanh ha. Quay nhiều nhiều đi vậy. Không biết cúp điện cúp tối nữa. Dạ. Hình gì chị? Tao hình nó lạ mà. Thì đã nói tao mua cho biết, tao mua mấy cái lạ cho mày. Mày nghĩ sao tao mua mấy cái cho mày vậy? Nhưng mà ý là tao coi thử cho nó là hình gì à, đúng không? Thì kiểu như nó có một con một mới làm nhiều cách với chị. Kiểu như con này nó không có đuôi con kiến, đằng sau nó có hai cái lỗ tai kiến, đằng sau cái nó khác nữa. Nhưng mà vậy thì được đúng không? Dạ. Nhưng mà có một cách là về hình thì mình tô xong rồi ha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Lại một cái bài đó chị, đúng rồi chị.